chém á. Trái nhìn to thế lại. Mè mè. Đấy, con này thấy chưa? Đấy. Úi giời, con này chạy khỏe quá. Con này khỏe chưa? Mắc đúng vào mang rồi. Nào bon dậy cho xem nào. Úi giời, to hơn bon rồi. To hơn cả người bon. Đấy, con to chưa? Nào Zin. Hai bạn chó này cũng lăng xăng. Không sợ. Không sợ. À, xin chào các bác, hôm nay giới thiệu các bác ra hồ công viên Delin để xem câu cá. Đây là cách câu ba tiêu hay gọi là cánh tennis. Tennis toàn mè chú. À, mua luôn cá. Mười lăm nghìn một con. Hôm nay thì mọi người đang chơi môn tennis hay gọi là câu bà tiêu. Thì cái hồ này cách đây mấy năm thì câu rất là nhiều cá rô phi, hồi đấy còn chưa cấm. Bây giờ thì người ta cấm câu rồi, chắc mấy bác này bây giờ chỉ là câu trộm thôi. Con 30.200 con cá quá rẻ. Các bác cứ vừa bán vừa cho. Vâng. Bác không bán đâu, bác câu về ăn đấy. Mè này, mè thường này là to lắm rồi. Vâng. Cần cân này. Nấu riêu hả cô? Mè nấu cháo. Cháo á? Vâng. Cá mè nấu cháo được? Nấu được hết. Cô sợ tưởng nó tanh. Chắc thì mình về mình làm chứ. Mình tẩy chanh, tẩy giấm, tẩy muối đi chứ. Chết rách mẹ rồi. Rách à? Thế tuột đấy, cầm đấy không cầm được đâu cô ạ. Để nó bung ngay. Cá này bây giờ hồ nước sạch ăn ngon. Lót hai cái rồi của không muốn sờ mà rồi vẫn sờ. Không thì đập cho nó phát, cá mè đập cho nó phát chết thì cũng được. Không về cho nó tươi. Không, cá mè cứ đập chết luôn, đập bắt. Mẹ cứ đập phát chết luôn rồi nó không bị vẫn tươi. Hôm nay là thời tiết rất là mát mẻ. Rất nhiều là cần thủ ra đây quánh tennis, vừa để câu cá vừa tập thể thao. Câu cá này ta gọi là một môn thể thao. Các bác quăng độ nửa tiếng thì bằng trận đá bóng. Ông này phải đến 80 tuổi rồi, trông vẫn khỏe chưa? Được con nào chưa ông? Ông được con nào chưa? Vâng. Cũng cá mè không? Cá mè à chú? Ở đây thì bảo là không nhiều cá sộp lắm. Ba tiêu này hay được cá mè. Mè ta này ngon này. Bây giờ nước đây nó sạch. Đây mấy năm câu đây nhiều dầu phi lắm. Có hôm câu hơn chục cân. Cá mè này to ghê rồi. Mè ta này to rồi.
Toàn mè chú. Ba con mè. Và mày này chứ. Nước bây giờ sạch nhỉ chú nhỉ? À đó thì và đây là con cái công nghệ ở nhà có. Và nó ném kiểu như cái nắm đất đây chú. Nó kiểu có cái nắm như nắm bùn ném xuống đây đúng không? À đấy là câu lăng xê. À không, cháu nói là đăng cái công nghệ xử lý cháu thấy ở trên mạng ấy. À bơm à? Vâng. Vâng. Chơi trò này khỏe người. Chơi môn này khỏe người. Ngày xưa cháu hay oánh ở Hồ Tây. Tây thì ngày nó chết rồi mà. Vâng. Nó cứu ngay đây chú đánh máy. Vâng. Nhưng cái cá to lắm. Nhưng mà đây bây giờ nó không cho câu dịch vụ à chú? Rồi nó cấm đi. Cháu bên nó có thả đâu. Thế sao nó kêu nó thả? Và đấy là cho dịch vụ thì mỗi người độ 40-50 cho câu cũng được nhỉ? Không, nhưng mà quăng ba tiêu thì nó bắt hết cá. Dạ? Riêng cái giống quăng ba tiêu này thì cá nào cũng hết. À vâng, cái đấy cháu biết, ý cháu là kiểu cho người ta câu giải trí ấy. Bây giờ nó không. Thì bây giờ là vừa rồi là nó ô nhiễm hồ khắp thành phố. Vâng. Vâng. Là hồ Tây nó chết hơn 20 tấn mà. Cái hồ này nếu nó là trọng điểm nhỉ. Nó cho người dân vào đây chơi. Cách đây mấy năm cháu hay vào đây kiểu câu run ấy. À, câu lưỡi một ấy. Vâng, câu lưỡi một nhiều rô phi lắm, có hôm câu cả chục cân ấy. Nhưng mà bây giờ vào câu lưỡi đơn nó câu trộm nó cho câu chú hay nó vẫn đuổi? Câu lưỡi mà lạ nó đuổi. Vâng. Đấy có cái thằng vừa rồi tôi đi cũng cần. Vâng. Chú ở nhà ngay đây à? Chú dân đây. Vâng. Chú ở đằng đầu. Cháu ở ngay đây, cháu ở Bách Khoa. Ngày xưa tuần nào vào đây câu nhưng mà từ cái hồi nó cải tạo lại nó cấm ấy chả vào. Đâu chỉ câu. Chứ câu cá đâu về có ăn đâu. Câu mình chơi giải trí. Vâng. Cá này ăn gì đâu. Vâng. Má nó trắng mà. Vâng. Ngày xưa bọn cháu đi câu dịch vụ ấy, cứ thỉnh thoảng làm kiểu móm ấy. Giật vài phát kiếm hết. Con này nó phải to ấy nhỉ. Chắc cũng mè đúng không nhỉ? Nó có chấm trôi gì không chú? Nhưng mà đây là nó có thả hay là tự nhiên nó có? Nó mệt quá. Từ cái hồi ngày xưa đấy à? Lại mè rồi. Nó mè ta này là cũng khá rồi. Mè ta to tầm này là cũng khá rồi. Hôm qua chúng đánh con mè gần 2 cân. Gần 2 cân mè ta là khá. Con này cỡ 8 lạng đúng vậy? Bữa rồi mua cá không? Nhức nổi. Có mày à? Vâng mày. Bà có mua không? À mua cá không bà? Trôi trong này à chú? Hay thả? Trôi vẫn trong này hay thả? Con trôi vẫn cất trong này hay thả? Không, chiều qua. À. Chiều qua đánh con trôi nhưng mà bé. Vâng.
mấy lạng? Khoảng hơn 2 cân. 8 lạng thì là sườn lắm. Trôi nó phải tầm cân rưỡi trở ra. Gần bờ chứ. Món này ra đây bắt nào. Vâng. Chưa có sáng. Xem đang bắt con cá này. Cá bắt con gái đi. Bắt được nó không? Bỏ chân ra con. Bón lui ra. Con này bị tật. Con này bệnh sắp chết rồi, nằm chung vào bờ. Không kêu à. Nó yếu rồi, nó quay. Thôi thả ra nhá. Thả đi, thả đi. Thôi thả ra. Thả đi, thả vào chỗ cũ đi. Thả cho vào đấy. Thả nó vào chỗ cũ đi. Dép bố đây làm gì? Con không. Ngồi đây xem ông câu cá nhá. Bao lớn bố cho đi câu nhá. Thích câu không? Đấy, ông lại được một. Ông lại được một con đây này. Xem ông câu cá đấy, cá đang chạy đấy, thấy chưa? Xuống xem không? Đấy, đi bộ xuống, đây đi bộ xuống xem ông. Đấy, chạy ra đây. Xem cá to kìa. Úi dồi ôi, cá chạy, ôi dồi. Đúng mồm. Ôi, con này con... À, mè sao? Chép á. Chả nhưng to phết ạ. Mè. Đấy, con này thấy chưa? Úi dồi, con này chạy khỏe quá. Con này khỏe chưa? Mắc đúng vào mang rồi. Nào bon dậy cho xem nào. Úi dồi, to hơn bon rồi. To hơn cả người bon. Đấy, con to chưa? Hai bạn chó này cũng lăng xăng. Không sợ. Ôi, đây bố xuống con. Đây xuống xem con cá này. Vâng. Ui giời, hai bạn chó này đẹp chưa? Đấy con sờ đi. Bạn đi bơi trong hồ. Hôm nay cuối tuần rất nhiều các bạn chó ra đây chơi. À, lớn bố mua cho con chó nhá. Đấy, đầy, ông được đầy túi rồi. Đi đâu sợ. Đi bộ mà nó có cắn con đâu. Sợ gì. Bạn đang bơi đấy. Bạn đang bơi đấy. Đấy, ta xem. Kìa, ta xem kìa. Lô. Mấy chú chào con kìa. Tiếng Anh học đâu rồi? Đây xem cái cây này, úi rồi nhiều quả đấy bon này.
Quả này có ăn được không nhỉ? Quả này cây xanh thì nhiều quả chưa kìa. Mua này nhiều quả ơi là quả, bố hái quả này ăn này. Rồi. Này này đấy ăn đi. Chơi đi. Ăn được ấy. Chơi đi, Zin đây mà. Zin, bạn này tên là Zin. Zin à? Zin. Không ăn đâu. Đi xuống bơi đi. Cái quả này ăn được ấy. Cái xuống cho nó xuống đi con. Gọi đâu nhá. Quả cây xanh này ăn được ạ. Này. Này. Đi đâu? Không ăn thôi, mang cho mẹ. Thả mua con chó nhá. Nó đi vào phòng vệ sinh cũ. Tôi thích cái tô rồng hơn. Quả cây xanh đấy. Cây si, cây xanh nhá. Không ăn được. Ăn được. Chưa ăn quả này cả, con cẩn thận nó ngã xuống dưới. Không ăn đâu. Đây là quả cây xanh này. Nhìn ngon chưa? Trông như quả thị nhỉ. Trông như quả sung. Chưa rõ. Đúng quả sung. Ngã. Không ngã đâu. Ngon lắm. Nó hơi nhảm hay là không muốn. Yeah. Úi dồi, nhảy á. Con đứng gọn vào cho ông đang câu nhé. Đứng gọn vào cho ông câu à? Nào hết. Mẹ, hết con rồi. Con làm con chồng. Con làm. Con hết cả nước rồi, tuần sau. Con vừa thôi. Bố xuống cùng con nhé. Đây ra đây, thò tay xuống, không có con cá nào không? Thò tay xuống, có cá mà. Đấy, thò vào trong ấy. Có không? Con nào không? Không. Có à? Không. Sao bên này? Bên này. Tham gia ông chú nhà cho cá nè. Có không? Có đi con xem được đây. Không có à? Trong đấy có đấy. Thò tay vào. Một cá trâu ở dưới kia. Đâu? Một cá trâu ở dưới kia. Cái gì đấy? Đâu? Cái gì đấy? Đây cái gì? Nó hố mà. Ồ, có cá đấy. Cá trong đấy. Thế các bạn nhìn đi xem có con nào không? Đấy, cú xuống xem có con nào. Có ếch chứ. Có ếch à? Có cả ếch à? Có biết à đi. Xem vừa chú chẳng có thấy có ếch đây. À. Ếch. Có cả ếch à? Có cái to là hôm nay ếch to dạ, cái cống này nó nhiều cá này. Đấy. Cống này nhiều cá lắm. Đây rô, cá rô phi này. Đây nhiều cá lắm. Đây nhiều cá rô phi á. Nấp ở dưới. Có lại hai bạn chó kìa. Đây này này, kéo trèo lên này. Thôi không vứt rác xuống đấy. Thôi đi sang đây, ra đây. Wow. Chạy ra kia. Yeah. Chạy ra. Một cá, một con rồng. Đó là một con rồng dài dài. Ôi, đây. Wow. À, được cá rồi, lại mất rồi. Mất rồi à? À chưa.
Đấy, thả vào đấy xem có con cá không đấy không? Ôi, nó xong! Nó mất! Đẹp vào bờ đi! Không có con nào đấy à? Ơ, nhìn lấy rồi! Đâu? Thấy chưa? Khéo, khéo, khéo! Viện vào em là ngã! Nè, bố ơi! Bố con là có một con... Thôi vào đi cả lắng đi, bố ơi! Có một con này chưa? Bố có một con ở trong kia ơi! Ừ, nó chúi rồi! Vâng! Thôi, đi về thôi! Xin chào các bác nha! Hẹn gặp các bác ở những video tiếp theo nha! Chào các bác béo! Nào, quay đây! Chào các bác béo nha! Ờ, xin chào các bác!